Tâm nguyện cuối đời của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ Linh Tâm có mặt sớm tại nhà riêng của nghệ sĩ Vũ Linh để hỗ trợ lo liệu tang lễ cho giọng ca Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Trao đổi với chúng tôi, Linh Tâm cho biết cả hai có chung mẹ nuôi là nghệ sĩ Trương Ánh Loan. Khi bà qua đời, giọng ca sinh năm 1962 có dịp gặp gỡ nghệ sĩ Vũ Linh. Cũng chính đàn anh là người khuyên Linh Tâm lên thành phố Hồ Chí Minh phát triển sự nghiệp. Hồi đó tôi là Phương Tâm, đến khi nhận anh ấy làm anh nuôi, tôi đổi thành Linh Tâm, ông bộc bạch. Đối với Linh Tâm, Vũ Linh là một nghệ sĩ yêu nghề, có tâm khi sẵn sàng chỉ dạy cho đàn em. Nghệ sĩ sáu x ngưỡng mộ vì đàn anh sống sạch, không vướng scandal mà chỉ tập trung hết mình cho nghệ thuật. Tôi với anh Linh giống nhau ở chỗ, khi tổ nghiệp cho mình cái duyên sân khấu thì mình chỉ tập trung vào cái đó chứ không để bị chi phối. Chúng tôi không nghĩ đến việc kinh doanh mà chỉ muốn ca hát. Anh Linh là người sống chuẩn mực, đạo đức nên lúc nào tôi cũng tôn trọng anh. Giọng ca nói thêm, khi hay tin nghệ sĩ Vũ Linh hôn mê, ông không khỏi lo lắng. Thông thường Linh Tâm sẽ ở lại Việt Nam 6 tháng rồi trở về Mỹ. Tuy nhiên trong lần này nam nghệ sĩ quyết định hoãn lại vì lo lắng cho sức khỏe của đàn anh. Nếu như về đến Mỹ mà nghe tin anh Linh qua đời, tôi cũng sẽ mua vé máy bay về. Tôi cứ ở lại Việt Nam và ráng chờ. Cách đây vài ngày anh Linh tỉnh lại, tôi có vào thăm nhưng anh chỉ nhìn tôi. Hôm nay khi bác sĩ rút ống thở cho anh thì tôi vẫn ở cạnh bên, không biết có kiếp sau để hai anh em được hát chung không. Nghệ sĩ Linh Tâm kể mỗi lần từ Mỹ trở về Việt Nam, một trong những việc đầu tiên ông làm là đến thăm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cả hai có dịp tâm sự với nhau nhiều điều, đặc biệt là những trăn trở của giọng ca Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài dành cho nghệ thuật. Anh Linh luôn muốn có một sân khấu để làm nghệ thuật chân chính, chuyên nghiệp. Nhiều nghệ sĩ bây giờ mỗi người làm một chuyện nên để quy tụ lại, diễn chung với nhau một vở như ngày xưa thì khó lắm. Anh Linh mong muốn được hát, được cống hiến cho nghệ thuật. Gắn bó với nghệ sĩ Vũ Linh trong suốt khoảng thời gian dài, nhưng nghệ sĩ Linh Tâm chưa bao giờ thấy đàn anh buồn vì không có gia đình nhỏ. Lý giải về điều này, giọng ca sinh năm 1962 cho hay, anh ấy sống cả đời cho khán giả, đó là mối quan tâm của anh. Đối với anh Linh, khán giả là trên hết. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền cũng không khỏi xót xa khi hay tin Vũ Linh qua đời. Được biết, nam nghệ sĩ là một người em, một người học trò có mối quan hệ thân thiết với giọng ca Tần Quỳnh Khóc Bạn, nên bà lập tức nhờ người đưa đến nhà riêng để tiễn biệt. Tôi xem Linh như em ruột, trong cuộc đời tôi, trên là mẹ, tiếp theo là Vũ Linh rồi mới đến con cái. Trước đây mẹ Vũ Linh đã gửi cậu ấy cho tôi, dù không phải ruột thịt nhưng cả hai đã đi chung, ăn chung suốt mấy chục năm trời. Khi Vũ Linh mất, tôi nắm tay cậu ấy mà không được, chẳng thà mình đừng thấy, chứ như vậy thì rất khó chịu. Trong nhà ngay lúc nhỏ tôi bị đòn vẫn không khóc, chỉ riêng Vũ Linh không biết sao tôi nhìn mà khóc hoài. Đệ nhất Đào Võ nói cách đây vài tháng khi thấy bà lo lắng cho đàn em, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã cho người đưa đến thăm. Khi thấy Vũ Linh, Diệu Hiền không khỏi xúc động nhưng lại không dám hỏi chuyện sức khỏe vì sợ ông buồn. Tôi chỉ nhắc lại vấn đề hát sướng ngày xưa của cả hai để vui. Sau này tôi nhớ mà cũng không dám gọi điện. Tôi hy vọng khi nào Vũ Linh mạnh khỏe, chính cậu ấy gọi điện thông báo cho tôi. Nhưng giờ hy vọng đó đã tắt. Từng có khoảng thời gian dài đồng hành cùng nhau, nên nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có rất nhiều kỷ niệm. Cả hai đã oanh tạc các sân khấu lớn nhỏ ở miền Tây. Kỷ niệm thường nhất là khi tôi đi qua đoàn khác để Vũ Linh ở lại đoàn cũ. Cậu ấy nói tôi đi đi, chừng nào vừa ý đoàn nào sẽ đi. Trước khi tôi đi, cậu ấy ra chợ mua hai con gà mới nở, nói tôi phải nuôi chứ không được bỏ, vì bỏ nó là bỏ Vũ Linh.